lần xanh sánh đêm cho em lưu buồn vui vài đứa quên ngày lành tháng sáu hai mươi chiếc xe màu chưa đàn cưới cô giàu, cài hoa nắng san đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không chúng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta đấu nối một dần âm thanh từ cưới nha đây thì trước mắt các bạn đây là mình có hai dây loa nha đó một dây loa bên đây và một dây loa bên kia đó thì mỗi dây loa chúng ta sẽ có là bốn loa ray ở trên và hai loa sub ở dưới nha đó tức là hai dây loa chúng ta sẽ có là tám loa ray và bốn loa sub đó. Thì các bạn chịu khó xem thật kỹ video nha Vì hôm nay mình chia sẻ rất là chi tiết, rất là cụ thể cho các bạn luôn Đảm bảo các bạn xem là các bạn sẽ làm được ngay Đó. Thì trước mắt các bạn đây là bàn mixer đây là cọt nha Mình đã từng chia sẻ rất là nhiều video trong cái bàn mixer này rồi Thì ok, đây là hai lay micro nè Đó, 20 lay micro mình sẽ bấm hai cái đèn đỏ sáng nè Mình mút nè Đó, cho các bạn dễ nhìn nè Rồi tiếp theo là hai nhạc hai nhạc Đây, mình để hai cái cần feeder trên đây Đó Rồi tiếp theo là lay nhạc tiếp lay nhạc st đó đây cần phải này đó mình sử dụng hai đường lay nhạc nha đó riêng biệt để mình sử dụng cho hai thiết bị rồi tiếp theo là đến cổng môn 2 nha đó mình ghim này môn 2 nè môn 2 thì mình sử dụng cái cần feeder của môn 2 nè đó để mình sử dụng cho loa sân khấu nha tức là là monitor đó đó các bạn xem này đó môn 2 cắm cổng nào thì mình sẽ sử dụng cái đường cổng đó nha đây loa hậu này các bạn loa sân khấu đó rồi nếu các bạn muốn dùng hai loa thì các bạn sẽ cắm thêm vào môn một nữa nè đó và các bạn chỉnh cần feeder của môn một lên là chúng ta sử dụng cho hai la monitor hai la sân khấu luôn nha đó ở đây mình sẽ sử dụng một loa thôi rồi tiếp theo là mình sẽ chia sẻ hai cái đường output ra nha đây hai nửa output ra dây màu xanh này đó mình sẽ đưa xuống dưới lọc nha rồi thì đây là mặt sau của tu máy nha các bạn đó mình sẽ chia sẻ từ trên xuống cho các bạn dễ dung nha trên cùng là hai dây micro nè đó hai dây canon của micro thì mình sẽ đưa vào lay 3 và lay 4 tiếp theo nữa là cái cổng môn 2 này cổng môn 2 mình sẽ đưa tín hiệu đưa thẳng vào đẩy luôn nha mình quấn là monitor nha đây mình đưa thẳng vào đẩy luôn nha đó nếu các bạn dùng hai loa thì các bạn sẽ đưa vào cái cổng dưới nữa rồi các bạn đưa thẳng ra loa luôn nha đó các bạn đưa thẳng ra monitor sân khấu luôn tiếp theo là cổng output nè output là mình sẽ đưa thẳng vào lọc nè đó các bạn thấy chưa input a và input b rồi nếu chúng ta vào input A thì chúng ta sẽ ra output A nha. Output A ra mình sẽ cho vào cái cổng in channel 1 nè. Đó. Tiếp theo là output B nè, mình sẽ ra một đường nữa. Đó, mình sẽ vào in channel 2, tức là channel kênh 1 và kênh 2 đó. Đó. Rồi sau khi output A chúng ta vào channel 1 in thì chúng ta sẽ ra hai cổng đó là cổng low out và high out. Low chúng ta quấn sub, còn high chúng ta quấn full. Đó là channel 1. Tiếp theo là channel 2 chúng ta cũng sẽ ra hai cổng đó là low out và high out nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng một cổng 2 thôi. Tóm tắt lại là chúng ta vào channel 1 thì chúng ta sẽ ra hai dây còn chúng ta vào channel 2 thì chúng ta sẽ ra một dây thôi. Như vậy là chúng ta vào hai chúng ta sẽ ra ba nha. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái đường low out này. Low out chúng ta sẽ đưa thẳng vào xuống là chúng ta winch Sub này. Đây các bạn xem này. Đó cái dây đà này các bạn thấy chưa? Đó mình sẽ đưa vào in channel 1 nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ link từ in channel 1 chúng ta đưa xuống channel 2 luôn, tức là chúng ta quấn sub chung luôn nha. Chúng ta quấn một kênh sub thôi. Đó đây. Chúng ta sẽ đưa vào in nè. In kênh 1 nè, rồi chúng ta link qua kênh 2 luôn để chúng ta quấn sub mono cho nó lực nha. Đó là nó sẽ ra hai cổng music này thì mỗi cổng music này thì nó sẽ đánh uh, hai loa sub nha. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ ở phần sau của loa thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách link cách sử dụng nha. Đó còn đầu vào thì mình link cái cổng của loa vào thì mình đã vừa chia sẻ các bạn đó. Rồi, tiếp theo là cổng 2 out này. Đó, hai out của channel 1 này, là channel 1 này và 2 out channel 2 này. Thì mình sẽ có hai cổng nè, đó hai cổng đem quấn loa phone này các bạn thấy chưa? Đó. Hai cổng này mình sẽ đưa thẳng xuống dưới đẩy luôn đem quấn phone nha. Mình đưa thẳng xuống đẩy 4 kênh luôn. Đó đây. đây. Rồi mình đưa thẳng vào cái 4 kênh. Thì ở đây các bạn xem nè, mình sẽ có hai dây. Đó mỗi dây là kênh A và kênh B rồi bây giờ mình sẽ lấy tín hiệu kênh A mình đưa vào cổng A nè rồi từ cổng A mình sẽ link tiếp một cái đường link nè mình đưa vào cổng B nè đó các bạn nhìn kỹ này nha ở trên đầu A mình sẽ đưa thẳng vào trên đầu B như vậy là một dây trên đầu one A này mình sẽ đưa vào A và mình link qua B luôn để mình sử dụng cho là AB tức là 12 đó để mình quýnh cho giấy loa phone của một bên nha đó các bạn xem tức là mỗi kênh mình sẽ quýnh cho mỗi dây loa khác nhau còn shop thì mình quýnh chung đó các bạn hình dung chưa cực kỳ đơn giản đó là hai dây lưu trích ra nè mình sẽ đưa thẳng vào bốn loa ở một lát mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách link nè rồi còn một dây của kênh hai thì mình sẽ quýnh cho giấy loa phone thứ hai nha đây các bạn nhìn nè hai ao của kênh hai thì mình sẽ quấn cho dãy loa phone của dãy loa còn lại nha đó thì các bạn xem nè mình sẽ đưa vào trên đầu d trên đầu d tức là trên đầu thứ tư nè là kênh thứ tư á rồi từ kênh số tư mình sẽ link qua kênh c tức là kênh số 3 đó như vậy là mình sẽ quấn là kênh 3 và kênh 4 mình sẽ quấn cho dãy loa phone còn lại đó, các bạn hình dung chưa cực kỳ đơn giản nha rồi tóm tắt lại là mình sẽ vào kênh A này. Rồi mình sẽ link qua kênh B, mình quấn cho mình dây loa. Còn kênh C là mình link từ kênh D qua. Đó. Mình quấn cho dây loa còn lại. Rồi cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần xem thật kỹ thì mình đảm bảo ai cũng sẽ làm được nha. Đó. Chỗ này nó hơi lằng ngoằng một chút đúng không? Mình sẽ chia sẻ thật kỹ lại nè. Đó chúng ta vào kênh A. Trên đầu A này thì mình sẽ từ kênh A này mình sẽ link qua trên đầu B, tức là kênh B. Đó đơn giản vậy thôi. Đó, các bạn xem nè chúng ta link từ trên uh, đầu a qua trên đầu b thôi rồi chúng ta sẽ có ra hai loa nè đó đó chúng ta sẽ quấn một dây loa thôi tiếp theo là chúng ta vào trên đầu d nè đó rồi từ trên đầu d này chúng ta sẽ link qua trên đầu c đó. tức là chúng ta sẽ có một dây loa chúng ta quấn riêng biệt thôi đó đây trên đầu c này các bạn thấy chưa rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ một dĩa loa Thì các bạn sẽ hình dung được dĩa loa còn lại là chúng ta sẽ đấu nối như thế nào nha Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ channel uh, D và C Đó mình sẽ chia sẻ Cụ thể cho các bạn hình dung nha Loa phone và loa sub luôn Mình sẽ link như thế nào Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn ngay lập tức Rồi các bạn theo chân mình nhé Rồi ở đây mình sẽ chia sẻ với loa này đi cho nó gần Đây bốn là ray và hai layer shop là shop hầm nha các bạn rồi bốn layer array 40 nha rồi mình sẽ ra phía sau mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn xem đây các bạn xem shop nè mình ra một cái shop này mình sẽ link từ shop này qua shop kia đó đó là mình link shop nha tiếp theo kênh D và kênh C mình sẽ có hai dây nitrit giống như vừa nãy các bạn xem trên đẩy xuống đó nha đó rồi, thì ở đây á, các bạn xem nè, mình sẽ link mẫu dây mình sẽ link một một loa nha. Đó. Thì đây mình có hai dây nè, mình sẽ vào hai loa giữa nè. Rồi từ loa giữa dưới nè, mình sẽ link xuống loa cuối cùng nè. Rồi từ loa giữa trên nè, mình sẽ link lên loa trên cùng nè. Đó. Như vậy là một dây mình sẽ đánh cho hai loa ray. Đó, tức là một kênh đó mình sẽ quấn cho hai loa ray nha. Đó, một kênh C mình sẽ quấn cho halo và kinh đêm mình cũng sẽ quýnh cho halo tức là bốn loa đó. đó cực kỳ chi tiết nha các bạn chỉ cần xem các bạn áp dụng thì đảm bảo các bạn sẽ làm được ngay nha đó, mình chia sẻ rất là từ từ cực kỳ chi tiết cho các bạn dễ anh dung đó. đó mình sẽ xa ra cho các bạn dễ nhìn nè xếp thì mình vào một mình sẽ link ra làm hai À còn vậy là bên kia cũng tương tự y chang như bên này luôn. Các bạn xem bên này sao thì bên kia nó cũng y chang như vậy. Đó hy vọng các bạn xem, các bạn áp dụng và các bạn làm sẽ được ngay nha. Kênh mình thì luôn chia sẻ rất là chân thật nha. Đó, mình luôn có khái niệm là biết gì chia sẻ tất cả cho anh em, mình sẽ không giấu giếm bất kỳ một cái gì nha. Kiến thức là phải cho đi chứ không thể nào giữ riêng mình được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ lại phần này nha. Đó chúng ta sẽ có một cái sub này, chúng ta sẽ link qua shop thứ hai này, đó. Rồi chúng ta sẽ có hai dây phôn nè. Hai dây phôn chúng ta sẽ vào ở giữa hai loa nè. Đó, đầu tiên là hai loa giữa nè. Đó, chúng ta sẽ vào hai loa giữa trước nè. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, từ loa giữa trên thì mình sẽ đưa lên trên cùng nè. Rồi từ loa giữa dưới nè mình sẽ đưa xuống dưới cùng nè. Đó, mình liên qua vậy đó. Mỗi dây mình liên cho hai loa. Ok vậy là nãy giờ mình đã chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết cái cách đấu nối dàn âm thanh sân khấu thì cưới nha, cực kỳ đơn giản. Đó, các bạn chỉ cần xem áp dụng và làm theo thì chắc chắn sẽ được nha. Đó. các bạn thấy hai dây loa riêng biệt chưa? Đó, mẫu dây loa là chúng ta sẽ quấn cho mẫu kênh khác nhau nha. Đó. Shop thì mình sẽ quấn mono, quấn chung. Đó. Mẫu kênh thì chúng ta sẽ có bốn layer ở đây và hai là shop Bây giờ mình sẽ chia sẻ mặt trước cho các bạn dễ hình dung nha. Cái đại nào quấn súp, cái đại nào quấn full và cái đại nào quấn là monitor nha. Đó thì trước mắt các bạn đây là một chiếc đại Nexo nha, đang quấn bốn kênh nha. Đây, kênh một, kênh hai là quấn cho channel A nè. Kênh 3, kênh 4 là quấn cho channel B nè đó ở phía sau là ABCD đó ở trước là 1234 tiếp theo là tới cái đẩy coran ở giữa này mình quýnh cho 4 loại shop nha mẫu cơm quýnh cho 2 loại shop còn cái đẩy ở dưới cùng AD9 2 này thì mình sẽ quýnh cho 2 loại hậu nha ở đây mình sẽ sử dụng một loại hậu thôi sử dụng 1 kênh thôi còn nếu các bạn muốn sử dụng 2 loại hậu như thế này thì chúng ta chỉ cần đấu thêm một cổng môn 1 nữa là chúng ta sử dụng thôi rồi nếu các bạn thấy video của mình hay hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một share, một subscribe nha và đặc biệt là nhấn vào chiếc chuông thông báo bên cạnh để nhận những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau.